ngày 8 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ cháy làm 3 cháu nhỏ tử vong xảy ra tại số nhà 12, ngõ Thổ Quang, phường Thổ Quang, quận Đống Đa. Tại hiện trường, quy mô khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ, là móng chân, móng tay, nhà hình ống cao 6 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 60m², kết cấu bê tông cốt thép. Đến khoảng 7 giờ 37 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo cơ quan chức năng, hộ gia đình xảy ra cháy đã tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đã trang bị 4 bình chữa cháy. Chủ hộ đã được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại tuyến ngõ Thổ Quang, có hộ gia đình xảy ra cháy, đã được Ủy ban Nhân dân phường Thổ Quang lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng, phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ban đầu. Ngày 8 tháng 7, theo đại diện Công an thành phố Hà Nội, nhiều nạn nhân đã bị lừa, nay lại tiếp tục sập bẫy các đối tượng mạo danh là cán bộ an ninh mạng hỗ trợ việc thực hiện thu hồi tiền. Cụ thể, theo trình báo của chị H, chị có làm cộng tác viên online trên mạng để hưởng hoa hồng, nhưng bị lừa 100 triệu đồng. Sau đó, chị có liên hệ với một tài khoản Facebook giới thiệu là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an để giúp lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng. Chị được hướng dẫn thu hồi tiền bằng cách truy cập vào đường link của một website chơi cờ bạc online và an ninh mạng sẽ hack vào 2 khung giờ, đảm bảo đóng tiền đặt lệnh sẽ thu được lãi. Sau một vài lần thực hiện thành công, các đối tượng thông báo chị phải nạp thêm nhiều tiền hơn. Thấy chị hack chuyển 300 triệu đồng, các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về. Công an thành phố Hà Nội cũng thông tin, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage, trại hè Vietnam Airlines 2, trại hè hướng nghiệp hàng không, trại hè hướng nghiệp hàng không 2, giống với thông tin của hãng hàng không Vietnam Airlines. Khi phụ huynh có nhu cầu liên hệ cho con em tham gia trại hè, các đối tượng đưa ra yêu cầu học viên tham gia phải đặt thử vé máy bay trực tuyến và được hoàn lại tiền, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để chiếm đoạt số tiền này. Ngày 8 tháng 7, Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra trong việc sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. Đáng chú ý, cơ quan thanh tra phát hiện nhiều vi phạm trong cổ phần hóa công ty mẹ, các công ty con của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng Coma và Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam Vinashin. Từ những vi phạm trong cổ phần hóa hai đơn vị trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển thông tin, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Bộ Công an để điều tra xử lý theo quy định hai vụ việc. Vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai của công ty Decomex thuộc Coma tại dự án nhà ở Decomex mở rộng, phường 6, phường 9, thành phố Vũng Tàu và vụ việc vi phạm quy định trong việc thoái vốn đầu tư của Vinashin tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinashin Huế. Tại kết luận thanh tra, cơ quan thanh tra đã chỉ ra việc Vinashin thoái toàn bộ vốn tại công ty Vinashin Huế là không đúng với đề án tái cơ cấu tổng công ty đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Vinashin phê duyệt cho Vinashin Huế bán chuyển nhượng cổ phần với mức giá 10.000 đồng một cổ phiếu, theo hình thức thỏa thuận trực tiếp, không qua đấu giá hoặc chào bán công khai, không bảo đảm nguyên tắc thị trường. Rạng sáng ngày 8 tháng 7, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vào kiểm tra quán bar Oslo, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1. Tại đây phát hiện nhiều dân chơi sử dụng bóng cười. Kiểm tra quán, công an phát hiện tụ điểm đang chứa 5 bình khí cười N2O. Mỗi trái bóng cười có giá 300.000 đồng. Lực lượng chức năng xử phạt quán này với nhiều lỗi vi phạm và đưa hơn 100 người có dấu hiệu nghi vấn và không giấy tờ về trụ sở. Qua kiểm tra, công an xác định có 2 nhân viên của quán và 2 khách dương tính chất ma túy. Công an quận 1 cho biết, trong đợt cao điểm đã kiểm tra 215 lượt với cơ sở kinh doanh có điều kiện. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phức tạp tiềm ẩn nguy cơ về tệ nạn xã hội và phát hiện 97 cơ sở vi phạm. Ra quyết định xử phạt về hành vi như kinh doanh quá giờ quy định, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ hơn 4.000 bình khí cười. Ngày 8 tháng 7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết khoảng 21 giờ ngày 7 tháng 7, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh và Công an thành phố Thuận An đồng loạt kiểm tra hành chính căn nhà số 16, nhà C119 cùng trên đường D20, khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An, phát hiện bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc. Lực lượng đã tạm giữ 18 đối tượng, trong đó 12 con bạc đều là người nước ngoài, 6 đối tượng với vai trò tổ chức.
Tổng số tiền thu giữ của hai sòng bạc là hơn 380 triệu đồng, 700 đô la Mỹ, 27.000 đài tệ cùng nhiều tang vật liên quan. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương, đây là ổ nhóm tổ chức đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi, núp bóng dưới nhiều hình thức. Ngày 8 tháng 7, ở khu vực Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 8 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm, tập trung vào chiều và đêm.